Kim học sinh đến với tiết học địa lý 8 ngày hôm nay. Khi vào bài mới, chúng ta sẽ ôn lại bài cũ. Ở tiết học trước, cô có yêu cầu các em về nhà phân tích hướng gió về mùa hạ với lược đồ hình 4.2. Các em đã hoàn thiện hết chưa? Chúng ta sẽ cùng sửa bài nhé. Đầu tiên là khu vực Đông Á. Vào mùa hè hay còn gọi là mùa hạ, gió thổi đến Đông Á sẽ thổi theo hướng Đông Nam, và gió này sẽ xuất phát từ áp cao Hawaii và thổi đến áp thấp Iran. Ở khu vực Đông Nam Á, gió sẽ thổi theo hướng Nam và hướng Tây Nam. Gió này sẽ xuất phát từ áp cao Australia và áp cao Nam Ấn Độ Dương và cùng thổi đến áp thấp Iran. Ở khu vực Nam Á, gió sẽ thổi theo hướng Tây Nam, và gió này sẽ xuất phát từ áp cao Nam Ấn Độ Dương và thổi về áp thấp Iran. Về phần so sánh đặc điểm của hai loại gió mùa, thì nếu như gió mùa mùa đông xuất phát từ áp cao CDI trong lục địa, thì gió mùa mùa hạ sẽ thổi từ biển vào. Về hướng gió, thì gió mùa mùa hạ sẽ có hướng Đông Nam và Tây Nam. Về thời gian hoạt động, từ tháng 5 cho đến tháng 10, và tính chất của gió mùa mùa hạ sẽ là nóng, ẩm và mưa nhiều. Như vậy, đặc điểm của hai loại gió mùa này hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với phần khởi động. Câu số 1. Khu vực nào sau đây có mật độ dân số cao nhất? A. Trung Phi, B. Nam Á, C. Bắc Mỹ, D. Tây Âu. Nhìn ở trên lược đồ, chúng ta sẽ thấy khu vực mà có màu sáng nhất đó sẽ là khu vực Nam Á. Câu số 2. Tóc xoăn, da đen, răng trắng, vân vân là những đặc điểm cơ bản của người thuộc chủng tộc nào? A. Mongoloid, B. Negroid, C. Europeoid. Phần các chủng tộc chúng ta đã được học năm lớp 7 rồi. Đây là những đặc điểm của chủng tộc Negroid. Câu 3. Chủng tộc Mongoloid là người có màu da gì? A. Da vàng, B. Da trắng, C. Da đen và D. Da đỏ. Đó là đáp án A. Da vàng. Vậy, người Việt Nam thuộc chủng tộc nào? Đó chính là chủng tộc Mongoloid. Như vậy, những đáp án mà chúng ta vừa trả lời cũng là những đặc điểm cơ bản về dân cư của châu Á. Vậy dân cư và xã hội châu Á có những đặc điểm gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp những vấn đề này nhé. Bài 5, tiết 5, đặc điểm dân cư, xã hội châu Á. Học bài này xong, các em sẽ trình bày được đặc điểm dân số của châu Á, giải thích nguyên nhân dân số đông, trình bày được đặc điểm và sự phân bố các chủng tộc và tôn giáo ở châu Á. Bài học hôm nay gồm có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, châu Á là một châu lục đông dân nhất thế giới. Nội dung thứ hai, dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc. Nội dung thứ ba, châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo lớn. Thì phần 3 này nằm trong phần giảm tải năm nay, nên các em sẽ tìm hiểu thêm ở trong sách giáo khoa. Chúng ta tìm hiểu phần 1, một châu lục đông dân nhất thế giới. Các em quan sát bảng số liệu, dân số các châu lục qua một số năm, đơn vị là triệu người. Em có nhận xét gì về số dân của châu Á so với các châu lục khác vào năm 2020? Vào năm 2020, số dân của châu Á khoảng 4 tỷ 641 triệu người. Và với số dân này thì châu Á là châu lục có số dân đông nhất thế giới. Và đứng vị trí thứ hai sẽ là châu Phi với số dân là 1 tỷ 340 triệu người. Lần lượt đứng vị trí thứ ba là châu Mỹ, đứng vị trí thứ tư là châu Âu và châu lục có số dân ít nhất đó là châu Đại Dương. Vậy quan sát vào bảng số liệu em cho cô biết. Vào năm 2020, số dân của châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm so với số dân thế giới?
Năm 2020, số dân toàn thế giới là khoảng 7 tỷ 791 triệu người. Vậy số dân của châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số dân của thế giới? Để tính được thì các em sẽ dựa vào công thức là chúng ta sẽ lấy số dân của châu lục chia cho số dân của toàn thế giới và nhân với 100. Như vậy thì số dân của châu Á sẽ chiếm khoảng 59,6% trong tổng số 100%. Các châu lục khác sẽ lần lượt là châu Âu chiếm 9,6% so với thế giới, châu Đại Dương 0,5, châu Mỹ 13,1 và châu Phi là 17,2. Như vậy chúng ta sẽ có nhận xét về số dân của châu Á, đó là châu Á có dân số đông, đông nhất trên thế giới và chiếm khoảng gần 60% dân số thế giới. Vậy em có nhận xét gì về mật độ dân số vào năm 2020 của châu Á so với các châu lục khác và toàn thế giới? Châu Á cũng là châu lục có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, khoảng 150 người trên 1 km vuông và cao hơn mức trung bình của thế giới. Mức trung bình của thế giới là khoảng 52 người trên 1 km vuông. Đây là danh sách 15 quốc gia có số dân đông nhất thế giới vào năm 2020. Thì nhìn vào danh sách này chúng ta sẽ thấy được là ở châu Á có tới 8 quốc gia có số dân đông nhất thế giới. Đứng vị trí thứ nhất và thứ hai đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc thì có số dân khoảng 1,4 tỷ người và Ấn Độ có số dân thì khoảng 1,3 tỷ người. Đứng vị trí thứ tư là Indonesia, đứng vị trí thứ năm là Pakistan, đứng vị trí thứ tám là Bangladesh, vị trí thứ 11 Nhật Bản, vị trí thứ 13 là Philippines và Việt Nam của chúng ta thì đứng thứ 15. Là một trong 15 quốc gia có số dân đông nhất thế giới vào năm 2020. Và số dân của Việt Nam khoảng hơn 97 triệu người. Các em quan sát vào hình 6.1, lược đồ mật độ dân số và những thành phố lớn của châu Á. Các em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của châu Á? Để nhận xét được sự phân bố dân cư của châu Á thì các em sẽ đọc bảng chú giải ký hiệu của mật độ dân số. Ở những khu vực, những vùng mà được thể hiện là màu vàng là những nơi mà có mật độ dân số chưa đến một người trên 1 km vuông. Ở những khu vực mà được thể hiện là màu cam là có mật độ từ 1 cho đến 50 người trên 1 km vuông. Màu cam đậm thể hiện cho những khu vực có mật độ dân số từ 51 cho đến 100 người trên 1 km vuông. Còn những khu vực mà được thể hiện là màu đỏ là những khu vực mà có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông. Vậy nhìn vào lược đồ chúng ta sẽ thấy được là dân cư châu Á phân bố không đồng đều, có những nơi đông dân và những nơi thưa dân. Những nơi thưa dân ví dụ như là ở phía Bắc của Liên bang Nga, ở phía Tây của Trung Quốc. Còn những nơi đông dân ví dụ như là phía Đông của Trung Quốc, vùng ven biển của khu vực Đông Nam Á hay là vùng ven biển của khu vực Nam Á. Như vậy thì chúng ta thấy là dân cư châu Á phân bố không đồng đều, dân cư đông nhưng mà phân bố không đồng đều. Các em dựa vào bảng dân số các châu lục qua một số năm đơn vị là triệu người. Em hãy tính mức gia tăng dân số tương đối của các châu lục và thế giới từ năm 1950 đến năm 2020. Chúng ta sẽ tính theo công thức là lấy số dân của năm 2020 chia cho số dân của năm 1950 và nhân với 100. Các em sẽ tạm dừng video và lấy máy tính ra để tính. Sau khi tính xong thì chúng ta sẽ có kết quả là tốc độ gia tăng dân số tương đối của châu Á là 331%. Các châu lục khác lần lượt là châu Âu 136,6, châu Đại Dương 323,1, châu Mỹ 301,2, châu Phi 606,3, toàn thế giới 308,9. Vậy em có nhận xét gì về tốc độ gia tăng dân số của châu Á so với thế giới và các châu lục khác? Tốc độ gia tăng dân số tương đối của châu Á cao hơn mức trung bình của thế giới.
Mức trung bình của thế giới là 308,9. Như vậy tốc độ gia tăng của châu Á thì cao hơn mức trung bình của thế giới và cao thứ hai trên thế giới sau châu Phi. Châu Phi có tốc độ gia tăng dân số tương đối cao nhất, 606,3%. Dân số châu Á đông và tăng nhanh có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế xã hội? Những thuận lợi: dân số đông thì sẽ tạo nên nguồn lao động dồi dào, tạo nên thị trường tiêu thụ rộng lớn, sức mua lớn. Những khó khăn: dân số đông thì tạo sức ép lên vấn đề nhà cửa, thiếu nhà ở cho người dân, rồi thiếu việc làm và gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Các em quan sát vào biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số thế giới từ năm 1951 đến năm 2020, thì đây là tỷ lệ gia tăng dân số trung bình của năm châu lục. Các em quan sát vào biểu đồ phía dưới, biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số châu Á từ năm 1951 đến năm 2020. Em có nhận xét gì về tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á so với thế giới? Nhìn vào biểu đồ thì chúng ta sẽ thấy được là từ năm 1951 đến cuối những năm 2000 thì tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á luôn cao hơn mức trung bình của thế giới. Cụ thể như là vào năm 1951, tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á là 2,2%, còn mức trung bình của thế giới là 1,85%. Ở cuối những năm 60, ở đầu năm 1970 thì tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á rất cao, 2,53%, và cũng cao hơn mức trung bình của thế giới. Cho đến đầu những năm 2000 thì tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á lúc này là 1,2% và mức trung bình của thế giới cũng là 1,2%. Và đến năm 2020 thì tỷ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đi rất nhiều và thấp hơn mức trung bình của thế giới. Mức trung bình của thế giới là 1,1%. Như vậy, từ năm 2000 cho đến năm 2020 thì tỷ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á liên tục giảm và luôn thấp hơn mức trung bình của thế giới. Vậy tại sao tỷ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á lại giảm nhanh như vậy? Đó là do một số quốc gia ở châu Á đã thực hiện các chính sách dân số. Ví dụ như là Trung Quốc, quốc gia có số dân đông nhất thế giới, đã thực hiện các chính sách kế hoạch hóa gia đình như là chính sách một con, chính sách hai con. Còn ở Việt Nam thì từ những năm 1960 và đặc biệt là từ năm 1993 thì định hướng của công tác dân số là mỗi cặp vợ chồng có 1 cho đến 2 con, và hiện nay thì vận động mỗi gia đình sinh đủ 2 con. Trong giai đoạn từ năm 1989 cho đến năm 2019 thì mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa, từ 3,8 con trên một phụ nữ xuống còn 2,09 con trên phụ nữ. Kết quả này tiếp tục khẳng định Việt Nam đã thực hiện thành công chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình đối với mục tiêu giảm sinh. Các em hoàn thiện nội dung phần 1 vào trong tập. Chuyển sang phần 2, dân cư thuộc nhiều chủng tộc. Các em quan sát vào hình 5.1, lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á và trả lời các câu hỏi sau. Châu Á gồm có những chủng tộc nào sinh sống? Xác định địa bàn phân bố chủ yếu của các chủng tộc. Dân cư châu Á phần lớn thuộc chủng tộc nào? So sánh các thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu. Về câu hỏi đầu tiên, châu Á gồm có những chủng tộc nào sinh sống? Thì đọc phần chú giải chúng ta sẽ thấy ở châu Á có 3 chủng tộc sinh sống. Đó là chủng tộc Europeoid hay còn gọi là người da trắng, chủng tộc Mongoloid hay còn gọi là người da vàng, và chủng tộc Australoid hay còn gọi là người da đen. Chủng tộc Australoid thì có tên đầy đủ là Neroid Australoid. Thì nhánh Neroid sống chủ yếu ở châu Phi, chúng ta đã học năm lớp 7 rồi. Và nhánh còn lại là Australoid sống chủ yếu ở châu Á.
Và câu thứ hai, xác định địa bàn phân bố chủ yếu của các chủng tộc. Thì chủng tộc Europeoid được ký hiệu là những chấm màu xanh sẽ phân bố chủ yếu ở khu vực Trung Á, Tây Nam Á và Nam Á. Chủng tộc Mongoloid được ký hiệu là chấm màu cam sẽ phân bố ở khu vực Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á. Còn chủng tộc Australoid sẽ phân bố chủ yếu ở phía Nam của khu vực Nam Á và trên một số đảo thuộc khu vực Đông Nam Á. Dân cư châu Á phần lớn thuộc chủng tộc Europeoid và chủng tộc Mongoloid. Câu thứ tư, so sánh các thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu. Như vậy chúng ta sẽ thấy được là châu Á là châu lục mà có rất nhiều các chủng tộc khác nhau. Còn châu Âu thì chỉ có dân cư chủ yếu là thuộc chủng tộc Europeoid hay còn gọi là người da trắng. Các em hoàn thiện nội dung phần 2 vào trong tập. Động luyện tập cũng là bài tập về nhà các em cần hoàn thiện cho cô. Bài tập 1 cho biết nguyên nhân của sự tập trung dân cư đông đúc ở châu Á. Bài tập 2 hoàn thiện bảng so sánh về các tôn giáo lớn ở châu Á. Hoạt động nối tiếp, các em sẽ chuẩn bị trước bài 6, thực hành, đọc và phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tuần sau.